vậy nè? Từ từ, đợi một chút. Không có thấy đường nè, em không có thích vậy đâu nè. Rồi, gần tới rồi, đợi chút đi. Ủa nè. Rồi, sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, ta đa. Thế đâu? Trời đất ơi. Chưa hết đâu. Quá nè. Chưa hết đâu, nhìn đằng kia kìa. Cũng chính tại đây này nè, là mình gặp nhau đúng không? Anh yêu em ở tại đây luôn nè. Trời ơi, trời ơi, lần đầu tiên gặp người ta dễ thương quá mà không yêu mới là lạ đó. Cái ghê. Càng ngày tôi càng lộ cái khuôn ra mà cũng yêu nữa. Ủa chắc mà. Còn nữa. Trời ơi, đẹp chưa? Đẹp quá, sao hay quá vậy anh? Anh mà cái gì mà làm không được. Ngồi đây ngồi đi. Rồi bên đây nè, đúng vị trí yêu thích của em luôn. Dễ thương quá nè. Ngon quá. Mình ăn có được chưa anh? Từ từ, đợi một chút xíu nha. Đợi một chút xíu thôi. Dạ. Đây là trái tim, cũng chính là tình yêu mình muốn dành cho em. Không biết ăn được chưa chứ. Từ từ, còn một phần quan trọng nữa. Đã. Dạ. Anh cảm ơn. Đây, tình yêu gà rán của anh, làm vợ anh nha. Thật là hạnh phúc quá đi, lãng mạn quá à. Đồng ý đi chị. Đồng ý. Em không đồng ý. Bà đó nữa. Nhưng mà tại sao chứ? Tại sao mày không đồng ý? Nói chung là em không thích anh. Anh nghĩ làm sao mà anh cầu hôn em ở đây vậy hả? Anh có biết mỗi lần em nhìn gà cái hết xe. Trời ơi, ngu lắm. Kìa, không biết hả? Nhưng mà anh không hiểu. Đây đúng là cái món gà mà em thích. Cũng đúng là cái nơi mình gặp nhau. Và em cũng yêu anh mà. Nhưng mà anh à, anh có thể làm cầm lòng mình được hết. Chứ những món gà này em chịu không có nổi. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là dạo gần đây hả, nhiều người nói là KFC gà có vấn đề. Đâu có đâu, gà người ta có xuất xứ rõ ràng, rồi được nuôi ở trang trại, rồi còn hả là được theo một cái quy chuẩn chuẩn nữa. Em sao vậy? Nhưng mà em không cần đâu, không có cần, không bỏ luôn á. Mà bây giờ thèm quá, biết sao giờ. Vậy là bây giờ chỉ cần là em tin là em sẽ làm vợ anh đúng không? Đúng rồi. Rồi, thì đi theo anh. Đi đâu? Đi. Ê, mà em đang ăn mà. Gà KFC được cung cấp bởi những trang trại chăn nuôi quy mô của các công ty uy tín tại Việt Nam như CP, Unitech, Long Bình. Tất cả ai vào trang trại đều phải qua khâu khử trùng nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh cao nhất cho trang trại chăn nuôi. Ôi dễ thương quá à. Nè, mũi mũi ra nè, tiểu mũi rồi đó. Ủa bộ em mới nghi ngờ anh chút xíu là anh dắt em tới đây luôn vậy đó hả? Chứ sao, em nghi ngờ anh phải chứng minh cho em thấy liền. Em đang đứng ở trong trang trại gà của KFC đó. Những chú gà ở đây á sẽ được tuyển chọn vô cùng kỹ lưỡng từ khi còn là một quả trứng cơ, và chúng vậy sẽ hả? Được ấp và kiểm tra thường xuyên cho đến khi nở luôn. Vậy thôi hả, còn gì nữa không? Sau khi mà nở xong á thì chúng sẽ được nuôi những khu vực riêng biệt, mà những cái chú nào mà được ấp và nở ra chung một lúc á thì sẽ được nuôi chung với nhau để tiện cho việc theo dõi và đảm bảo về sức khỏe. Đó, thấy không? Cùng lên lưới cùng nhau không nè. Dạ, hèn chi cùng một màu luôn anh ạ. Nhưng mà lưu ý một cái điều là nếu như có bất kỳ một chú gà nào mà có vấn đề trong cái mẻ gà đó, dạ, thì chú gà đó sẽ được lấy ra để mà kiểm tra và xử lý. Mà nó tách bé gà ra khỏi bầy đàn rồi hả? Như vậy chắc buồn lắm đúng không anh? Không sao, chỉ là mình chỉ tách ra mình kiểm tra thôi. Nhưng mà trường hợp đó gần như là khó rất khó để xảy ra. Tại vì á, ở đây các chú gà chỉ có 3 việc thôi, là ăn, uống và ngủ. Trời ơi, gà mà ăn, uống, ngủ như heo vậy anh? Không, là giống em á. Không, mà anh xin lỗi. Nhưng mà đó, sau khi các chú gà lớn lên rồi, chúng sẽ được chuyển qua một cái nhà máy để mà chế biến. Tại đây á, là một cái giai đoạn vô cùng khép kín và được sử dụng rất là nhiều những cái máy móc hiện đại. Bên cạnh đó là đảm bảo tuyệt đối về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau đó đó là các mẻ gà sẽ được đóng gói chân không và được ủ lạnh trước khi mà chuyển đến các nhà hàng KFC trong khu vực gần nhất. Và đặc biệt hơn là không hề sử dụng bất kỳ một chất bảo quản nào. Tuyệt vời.
Thật sự mà nói, sau khi nãy giờ em nghe anh nói như vậy rồi thì em đã hoàn toàn tin anh rồi. Nhưng mà em nghĩ là anh ơi, anh nên đổi nghề đi. Anh nên vào làm cho công ty KFC đi. Em không ngờ kiến thức của anh lại sâu rộng như vậy mà sức thuyết phục nói chung là tuyệt vời. Nhưng mà trước khi anh làm nhân viên cho KFC là anh phải làm một cái việc rất là quan trọng chứ. Làm gì? Đó là làm chồng của em đó. Anh ơi, đồng ý rồi phải không? Anh đồng ý rồi. Anh ơi, khi hai ta về một nhà, đôi miệng chung một giường. Đôi khi thức cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Yeah. Đi 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 em ơi, đi em ơi, lẹ lẹ em ơi. Anh ơi, anh ơi, có chừng đạp tiểu mùi. Đi cứu nhau em ơi. Đi đi đi.